Hello toàn thể anh em nha. Rồi chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Rồi thì không có gì hơn thì anh em vào đông đi. Thì dạo này toa hàng thì Tuấn nói chung là liên tục mọi người ship thật sự né thở luôn đấy. Mới đi khoảng hai mươi mấy toa hàng, tiếp tục bây giờ phải mười mấy toa nữa này anh em này. Đó, nó liên tục này, là cái máy hôm qua chốt này, chưa đi được bây giờ mới đi này. Đó, tiếp tục này, hôm nay đi hai mấy toa. Nhà thấy không? Để tiếp tục. Đấy, nước tẩy lông. Đó. Rồi CKB to nhỏ tùy anh em lựa chọn, tặng tất cả tài liệu cho anh em luôn nhá. Đây. Đó. Ok. Đấy, to nhỏ đều được tặng tài liệu hết. Rồi thì bây giờ không có gì hơn cả. Hôm nay nó sẽ là rơi vào ngày 11 tháng 9. Thì Tuấn tri ân tất cả anh em nhóm học online không đồng rơi vào khoảng 4 đêm. Bắt đầu sẽ hành trình vào đêm 13 tháng 9. Đêm 13 tháng 9 thì bây giờ mình sẽ cài cái đường link này. Tất cả anh em nào mua phụ tùng thì chúng ta vui lòng truy cập vào, nhắn tin vào Facebook Tuấn Thần Đạt. Anh em nhìn ở đây ạ. Rồi. Chúng ta chờ trong giây lát. Anh em tất cả anh em nào đã mua phụ tùng thì rất mong anh em kết bạn vào cái đường link này. Để chúng ta cùng nhau được 4 đêm. 4 đêm học online hoàn toàn là không đồng. Ở trong ấy sẽ có cái gì thì mời anh em chia sẻ lên ạ. Rồi cả nhà chuẩn bị chia sẻ. Ok. Thì tất cả anh em cần cái gì thì truy cập vào cái Zalo dùm. Đây chuẩn bị có cái đường link. Chưa có Hiếu Hòa ơi, hiện tại thật sự không còn đồ nữa luôn á. Mới anh em do mới anh em kia chuyển khoản trước rồi, bây giờ đồ không còn cung cấp, nhanh nhất là thứ tư này mới có đồ cho anh em là ống sáo bét đấy, để anh em làm đợi xăng. Thì bây giờ không có gì hơn, sau nhóm học online về phun xăng điện tử nó sẽ tới là xăng. Mọi người đồng tiền bấm cho cái chia sẻ đấy, cái đường link Facebook Tuấn Thần Đạt. Nếu anh em nào muốn vào trong cái nhóm vừa rồi đã mua phụ tùng thì mọi người kích hoạt vào cái đường link Facebook Tuấn Thần Đạt kết bạn để mình gửi link vào trong nhóm học. Thank you. Rồi bây giờ anh em chia sẻ đủ 50 người chơi thì trong nhóm học online là không đồng nó có cái gì, thì kính mời anh em thợ máy chia sẻ cho cái quả sẻ à, thế thôi, chẳng có cái gì cả. Lâu lâu ôn lại cho anh em gọi là cái tri ân. Để anh em lại tiếp tục về phun xăng điện tử chia sẻ, thì Tuấn cũng đồng thời chia sẻ cùng anh em luôn này à. Rồi tất cả anh em mua phụ tùng nha, anh em mua phụ tùng nha, anh em đều được vào nhóm. Rồi ok. Rồi. Thì bây giờ sẽ có 4 đêm về học online không đồng. Đình Tuấn tri ân tất cả anh em luôn đồng hành và ủng hộ và tin tưởng mình. Học hoài, học mãi, học nữa. Học nhưng anh em phải có xe. Đúng không ạ? Tối học thì hôm sau chúng ta phải có xe chúng ta vợt như thế này. Một đêm chúng ta sẽ học về sơ đồ mặt điện. Bởi vì thời gian nó chỉ có 4 đêm. Rồi cuối năm nay hoặc là gần cái gì đó lại tri ân tiếp tục những khóa học kế tiếp. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc về sơ đồ mặt điện. Anh em phải nhìn được sơ đồ mặt điện. Thì thật sự con xe đấy anh em không bao giờ phải cắt dây. Mọi người đồng tình không? Một đêm. Và đêm thứ hai chúng ta sẽ học trên cái dòng xe Kenhin A Black. Xe có motor đề. Tất cả ban bận đều được đúc kết trong một cái đêm đó. Đó. Được chưa? Để chúng ta xử lý. Đấy. Và đêm thứ ba anh em sẽ học tất cả về trên cái dòng xe ACG. Từ đề cặt cặt cho tới nhai đề, cho tới mất alinzitop hay là cái gì đó trên con xe điện tử vào đêm thứ ba. Và đêm thứ tư chúng ta sẽ chơi về công nghệ, phân tích dữ liệu trên máy và tất cả những cái đồ chơi cho anh em. Đó là 4 đêm tri ân cho mọi người. Bắt đầu sẽ vào 19:30 đêm ngày 13 tháng 9 dương lịch. Hôm nay sẽ là đêm 11 và mai sẽ là đêm 12. Nó sẽ rơi vào ngày đúng là đêm thứ ba. Đấy, thứ ba vào lúc 19:30. Tất cả có cái đường link này anh em nhấn vào. Tuấn ơi, mình mua phụ tùng. Thế thôi, tri ân cho mọi người 4 đêm.
Sau 4 đêm online sẽ rơi vào đêm thứ 3 là đêm đầu tiên, đêm thứ 4 là đêm thứ 2, đêm thứ 5 là đêm thứ 3 và đêm thứ 6 là chúng ta sẽ kết thúc. Và chúng ta sẽ tiếp tục vào khóa học làm về xăng. Nó sẽ rơi vào cuối tuần này nếu anh em đã nhận được đủ đồ. Số lượng bây giờ anh em làm lại xăng đặt trên 50 người cho tới 100 người thì Tuấn không đủ đồ cung cấp được. Cái này đồ này mình chỉ cung cấp cho tất cả anh em nào hồi giờ mua đồ của mình trước, ưu tiên trước. Còn những anh em lạ thì anh em phải chờ bởi vì không có đủ về. Đấy, bởi vì nó không có đủ được. Rồi những anh em ở đây trong cái toa Đình Tuấn thật sự lúc này còn khoảng 30 người đặt bộ làm lợi xăng full bộ. Thật sự lúc này nó không còn bét, đang chờ. Nhà người ta, nơi sản xuất người ta phải khoan lỗ. Đấy, không thể nào khoan được những ống sáo, những cái bét chính, bét phụ. Đấy, vít lơ. Đấy, cho mọi người nên không thể nào kịp. Ở đây giờ hết hàng luôn rồi này, ở đây không có đủ. Một bộ của nó phải mười mấy, mấy chục món, anh em hiểu không? Về nhà để cho anh em cấy, để cho anh em nhanh lấy cái tiền lại, cái tiền học, học phí lại, cái tiền mua bộ đồ nghề lại. Đấy, sau tương lai anh em nào cần cái gì, đấy, thiếu cái gì thì anh em, Toán ơi, gửi cho mình 10 cái này, 20 cái này. Mọi người đồng tình bấm số 1, được chưa? Đó, chúng ta sẽ kết thúc vào đêm thứ 6 chẳng hạn như thế. Thứ 5 đi, thứ 6 gì đấy. 4 đêm online. Một đêm sơ đồ mặt điện, chúng ta sẽ được học trực tiếp trên cái màn hình TV 75 inch. Đúng không ạ? Được TV 10, được cái điện thoại 13 Phone Pro nét cực nét để cho chúng ta chơi 4 đêm không đồng. Và đêm thứ 2 chúng ta sẽ học về AB và con slip. Đấy, tất tật tật. Đúng không? Mất lửa, mất cao áp thì chuyến này mình sẽ chỉ cho các bạn nguyên nhân tại sao chết những con IC. Và chết IC ở cái mặt nào, chúng ta cần phải tìm ở đâu. Tất cả anh em hy vọng rằng 4 đêm nhỏ nhoi vậy anh em sẽ không bao giờ bị chết con IC thứ hai. Tuấn dám đảm bảo với mọi người không bao giờ phải đền con IC thứ hai. Nếu tất cả những mặt IC nó chết cái mặt gì đi đặc nữa thì anh em phải kiểm tra bóc tách từng cái đoạn nào, cháy cầu trì nào, mất lửa cao áp thì chúng ta phải xử lý cái gì để anh em cảm thấy ok nhất. Cảm thấy mọi người có hữu ích, chia sẻ. Được không? Những anh em nào mua phụ tùng đêm nay thức dậy bỏ vào. Đấy, để vào nhóm nhóm. Rồi, cái nhóm ấy cũng là một cái group. Đấy, chúng ta chia sẻ. Được không? Anh em nào không có, Tuấn đẩy ra khỏi hội ngay. Đấy, cái nhóm này sẽ chắc chắn sẽ đi rất lâu và rất dài với anh em nếu thì Tuấn còn làm nghề FI. Mọi người đồng tình không? Chia sẻ. Cái nhóm này chúng ta đi rất lâu và rất dài với nhau. Còn anh em trong nào thật sự ở trong đấy ú ớ, rất mong anh em ra khỏi nhóm. Tất cả anh em vào trong nhóm học này, anh em không được nhắn tin vào cái Zalo. Zalo để làm gì? Để anh em mua phụ tùng. Còn anh em vào nhóm vui lòng truy cập vào Facebook Tuấn Thần Đạt. Cảm ơn quý vị và anh em thoải mái. Và đêm thứ 3, tất cả những con xe ACG để cặt cặt. Đúng không? Những con xe ACG ở trạng thái dắt bộ mang vào đề relay không nhảy, gọi là relay 5 chân. Đấy, đề cặt cặt. Hoặc là xe này chạy vài bữa lại hết bình ở trạng thái sạc có vấn đề. Hoặc mo ve ở chỗ nào, chúng ta sẽ đêm hết đêm thứ 3. Và chúng ta sẽ chạy qua, nếu không kịp sẽ vào đêm thứ 4. Và cuối cùng chúng ta sẽ dùng máy để phân tích. Học 4 đêm này vừa dùng máy vừa dùng thủ công. Bởi vì ở đây có hai trạng thái. Một là anh em không có điều kiện mua máy thì chúng ta phải dùng cái tay, dùng bóng đèn, dùng cái đồng hồ để chúng ta phải đo chuẩn là phải chỉnh. Đấy, được chưa? Bóp những con xe này báo cái lỗi bao nhiêu, ở chỗ nào. Đấy, ok. Được chưa? Đó. Thì mọi người hãy truy cập. Đó là tình nghĩa anh em. Còn tất cả ở chuyện xã hội có chuyện gì kệ, anh em không cần phải bận tâm. Cảm thấy ở trên đời này ai mang lại lợi ích tốt, ai mang lại cho anh em thành công thì anh em nên nghe và học. Còn ai cảm thấy không cho chúng ta được bát cơm đầy thì chúng ta hãy quên đi. Hãy cho đó là cuộc chơi trôi vào di vãng. Tính toán ở đây thì thật sự không có người nào phụ mình cả. Sip cop này chỉ có mình làm việc rất mệt. Đấy, làm việc không thấy mệt mỏi.
Ngày hôm nay khách hàng mang vào mình phải tư vấn để cho thợ ở đây thì thật sự mất miếng ăn. Những con xe thật sự khách hàng mang vào ở những trạng thái kêu thì chúng ta phải xử lý. Đó. Thì ở đây chẳng có cái gì khác cả, có đi thì mới có lại, nó mới toại được lòng nhau. Muốn thành công thì được phải có cái gì? Thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Đấy, các bạn tài mà các bạn không có thiên thời, địa lợi thì hầu như nó cũng chỉ trôi vào di vãng. Đấy, được chưa? Chúng ta phải tận dụng hết cái cơ hội lúc này trời, ông bà, tổ tiên cho thì lúc này chúng ta phải lên. Trong vòng, nó có khoảng vài năm, đó là cái lộc ông bà, tổ tiên, trời đất phù hộ. Thì chúng ta hãy nắm vững cái cơ hội đấy để chúng ta đi lên. Nhưng rồi tại sao ở đây Đình Tuấn phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua những cái máy? Thì đương nhiên bản thân mình phải có lời. Mua phụ tùng mình mua 2 thì phải bán 4, đúng không ạ? Thì anh em về nhà thay cho khách nó lời gấp 3, gấp 4 rồi. Thì cái gì? Mỗi anh em mình nó chia ra một cái. Nhưng anh em mua đồ của mình có một cái lỗi, anh em không bao giờ phải bỏ sọt rác. Anh em có thể quay đầu lại trả mình bất kỳ lúc nào nếu anh em không hài lòng. Được chưa? Mua bất kỳ cái món gì đó về bị lỗi, Tuấn ơi, cho địa chỉ, mình trả lại đồ, đồ bạn bị lỗi, rất vui vẻ. Không bao giờ mà bán đồ nó bị lỗi. Trời ơi, tôi bán rồi, đời nào tôi bảo hành cho các ông. Điều đó thì Tuấn không bao giờ làm được. Và nếu mà làm được có điều đó xảy ra thì hiện tại bây giờ không có tay ga Đình Tuấn, đúng không ạ? Ở gốc Bắc đang sinh sôi tại Bình Định. Ờ, còn ăn gì đấy bảo thắn nổ, nổ thì chẳng quan trọng đâu anh ạ. Nổ, à, nhuận duy, cảm thấy anh thấy em nổ thì anh bỏ qua clip này. Được không ạ? Đấy, cảm thấy anh em nào ghét mình, thấy mình nổ, mình chẳng làm được cái gì, đúng không ạ? Mang lại hiệu quả cho anh em, kiến thức cho anh em thì anh em chặn luôn Facebook lại. Đấy, anh em chặn luôn Facebook mình lại. Khỏi cần phải mình lên trên mạng thấy mình làm cái gì để cho nó ngứa người. Đấy. Rồi ở đây anh em nào cảm thấy không khoái mình chặn luôn Facebook mình đi, đừng có xem mình làm cái gì nữa. Nhá. Ok. Rồi các bà trong này cũng chẳng muốn chửi nhau làm gì, bởi vì tất cả chúng ta cũng là lớn rồi. Cũng là một người cha, người bố, đúng không ạ? Nếu anh em nào đã có gia đình. Làm đợi xăng thì anh em comment tất cả cái gì vào trong Zalo. Đấy, bởi vì đồ bây giờ không còn nhiều. Em chỉ cho mọi người ở đây nó đang bị thiếu đồ. Ở đây thì không thể nào đủ được cho anh em. Cái này thì thừa. Đấy, cái bét phụ thì thừa, nhưng cái bét chính thì lại thiếu. Không còn. Ở đây bét chính thì có, nhưng lại thiếu sáo. Đấy, thì gửi anh em nó mất công. Đó. Đây, nó không còn nhiều. Cái này quay 110. Đấy, nó vẫn thiếu. Không còn nữa. Đây, à, đây là Dream. Dream có, nhưng QS110 bị thiếu nên thì tôi không thể nào gửi hàng cho quý vị và anh em được. Số lượng anh em đặt rất nhiều, thật sự cây lúc này không còn nhiều luôn. Cháy hàng luôn. Đó, chứ không phải là mình nổ, hôm nay mình ship to hàng chắc anh em sẽ biết rồi. Chứ nổ chỉ được cái gì à mọi người? Nổ cũng chẳng bao giờ được cái gì cả. Đúng không ạ? Ừ. Đây thì anh em cũng biết rồi. 21 to hàng ở trong này. Đó. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 3, 21 toa. Và còn rất nhiều toa anh em đang ủng hộ. Rất mong anh em thông cảm. Hy vọng rằng anh em hãy chậm 1 đến 2 ngày mình tiếp tục trả. Bây giờ tiếp tục nó rơi vào khoảng mười mấy toa nữa. Đấy, toa lịch nói chung là những tờ giấy sổ mình nói chung là mình phải ghi kín anh em hiểu không? Đây nữa này, những tài liệu lịch này. Ủa, đây mọi người giấu mọi người làm gì? 1, 2, 3, 3 thần y trong một cái tờ giấy này. Rồi, tiếp tục 4 thần y nữa là 7 thần y này. Toàn thần y không? Nè, rất nhiều anh em ạ. Đó, mình không thể nào mình kịp được. Đó, làm lợi xăng anh em kèm theo phụ tùng này, thấy không? Tiếp tục làm lợi xăng này, 2 lít nước tẩy này. Nó khá là nhiều. Nên anh em cho Đình Tuấn 1 đến 2 ngày để mình xử lý cho kịp. Đó, còn anh em nào nhanh tay để chúng ta vào trong cái nhóm để chúng ta được học nha mọi người. Thế thôi.
Đó, cuộc sống này thì anh em bị ăn hành nhiều thì anh em học để cho nó bớt ăn hành. Rồi anh em học mà không đồng thì anh em về nhà anh em làm, anh em có tiền được thì anh em lại ủng hộ mình mua phụ tùng thôi. Không mua nhiều thì mua một thứ cũng được. Đấy, tình nghĩa anh em không cần phải mua nhiều, mua một món cũng được. Đấy, về nhà dùng. Lỗi lầm gì thì mọi người trả. Ok. Gia Bảo Hoàng, tất cả anh em vui lòng truy cập vào cái Zalo nha, Zalo. Còn thật sự ấy, vừa rồi hôm qua mình nóng, mình bảo mình đăng, mình bán cái bộ trọt bét cho anh em và cái quyển tài liệu đấy là chỉ có 98k thì tất cả anh em phải chờ ở phút cuối cùng nhất, bởi vì thật sự mình không đủ đồ đấy. Rất mong anh em thông cảm, thật sự 98k về nhà anh em làm chẳng được đâu, bởi vì anh em có đồ đâu mà làm. Anh em chỉ có đồ về trọt và bộ tài liệu, không có người hướng dẫn thì nó cũng khó, tiền nào của đó mà mọi người. Còn nếu anh em thích mình ship cho mọi người 98k một bộ đấy, 98k một bộ đấy, về nhà mọi người ngoái trọt, đó là việc của mọi người, nhưng mọi người phải chờ một tuần nữa đấy, bởi vì bây giờ nó không có đồ. Để đi toán phải nhanh nhất để xếp cái lịch, để trong cái quá trình học online xong thì đi toán sẽ nghỉ khoảng 2 đêm, sẽ tiến hành về cái làm xăng luôn cho anh em. Làm xăng chẳng giàu được đâu, chẳng qua bây giờ có xe hao xăng, hoặc các bạn làm máy vào khách hàng bảo hao xăng, các bạn làm để các bạn kiếm tiền bình 200-300 ngàn, các bạn đi làm cái lẩu đấy, tiền đó gọi là tiền uống thêm nhá. Ok đấy. Còn thật sự anh em tiếc tiền thì chơi với Tỷ Tuấn không được, mà dùng tiền nhiều chơi với Tỷ Tuấn thì cũng không được. Chơi nó phải sòng phẳng, chơi nó phải đẹp đó. Ok đấy, thế thôi, không có gì là nhiều. 3 giờ học online thì anh em truy cập vào cái đường link Facebook Tuấn Thần Đạt, Tuấn đã nói cho anh em rồi. Và đêm 13 tháng 9, tiếp tục mình viết cái comment ở đây nữa. Online 4 đêm nó sẽ là không đồng. 4 đêm học online trực tuyến không đồng. Rồi, vào đêm 13 tháng 9 dương lịch. Được chưa anh em? Đó, 13 tháng 9 dương lịch. Ok. Rồi, đấy, cái Facebook Tuấn Thần Đạt đã đưa lên cho anh em chụp hoặc đồng thời đọc cái comment đấy lưu về. Cảm ơn mọi người. Đó, Facebook đó. Rồi thì anh em không cần phải hỏi, những anh em của Tỷ Tuấn kết bạn vào Facebook Tuấn Thần Đạt là xong. Được chưa? Cứ nhấn vào cái đường link ở trên này, không cần hỏi, trên này chúng ta giao lưu. Còn anh em nào 4 đêm học online hoàn toàn free, miễn phí, nhấn ngay vào cái đường link cắm bên dưới này, nhấn vào kết bạn. Rồi mình gửi đường link vào trong nhóm, đơn giản. Chúng ta chỉ cần nhấn hai cái hello, mình gửi đường link, các bạn nhấn thêm cái nữa mình chấp nhận và trong cái nhóm group. Đấy, kết bạn nhiều vào. Phải mua phụ tùng nhá. Phải mua phụ tùng. Đúng không ạ? Chúng ta không nên lạm dụng nhau ở thời buổi hiện tại. Thì người ta mới sinh ra một câu huấn hồng, có làm thì mới có ăn. Không làm mà đòi có ăn chỉ có qua Dubai. Đấy. Chỉ có qua Dubai không làm thì mới có ăn thôi. Hoặc là không biết đường qua Dubai thì chỉ ăn củ trỏ này. Đấy. Và sống ở cuộc đời này chúng ta không nên lạm dụng. Làm phải tự động bằng bản thân. Để đi lên được thành công. Rồi lại thất bại. Rồi lại đi lên. Rồi lại xuống. Rồi lại lên. Ở cuộc đời chúng ta cần phải có sự thăng trầm. Thì chúng ta mới thành tài được. Còn thật sự một người không là gì, muốn dựa hơi một người có tiếng tăm để làm ăn, để kiếm đồng tiền dơ bẩn, đồng tiền không sạch thì không nên chơi người đó là tình nghĩa anh em. Dù người đó bất kỳ là một người nào, nếu mà lạm dụng ở cuộc sống này nên hủy cuộc chơi ngay vào ngày mai và kết thúc luôn bây giờ, để cho cuộc đời nó sáng, đẹp và tươi hơn, bớt bị phiền hà.
thà mình gây ra mình chịu, còn hơn là để người ta lợi dụng mình, người ta gây ra, cuối cùng mình phải nghe tai tiếng. Ở cuộc đời này nó là như thế mọi người ạ. Nó đang bị bóc comment khá là nhiều. Đấy, thế thôi. Lạng quạng cả khéo cả vài trăm thần y chuẩn bị mọc lên tất cả những con phố giờ ấy chứ. Nếu làm lợi xăng Đình Tuấn mà đã ra làm thì nó phải ra trò. Đấy, thì hy vọng rằng anh em phải làm điều đó. Đấy. Một ngày cứ toa hàng đi khoảng 10 toa, 20 toa. Đấy. Thì anh em ủng hộ cái đồng hồ, anh em làm nghề mà anh em phải có đồng hồ chứ. Em nói như thế này này, anh em không cần mua nhiều như thế này hoặc là cái đồng hồ. Rồi đêm nay em phi luôn cho anh em 200.000 cái bộ kiểm tra VS và ABS của Honda và của IA, 200.000 em giảm giá 50.000 luôn. Anh em làm nghề mà anh em không có đồ thì làm sao mà làm, được chưa? Rồi cái bộ kiểm tra CKB điện áp, tại sao anh em cứ để mấy con xe để cặt cặt nó hằn. Làm bộ này 1 triệu, tặng bộ tài liệu, được không ạ? Truy cập vào cái Zalo của em đây luôn cho nó nhanh. Ok, rồi làm vài cục mô bên sườn này, toa này, đúng không? Hay làm cái đồng hồ đo đây. Như làm nghề có nhiều anh em tiết kiệm không mua nổi cái đồng hồ đo áp bơm xăng, thì hỏi con xe hụt ga ở trạng thái giải 30, giải 30 km đến 40 km trên giờ, hỏi anh có cái đồng hồ đo áp bơm không? No, thì làm sao mà làm được, được chưa? Nè, đồng hồ 2 trong 1, đo áp bơm xăng và bùng đốt. Đấy, thì anh em ủng hộ đi vào trong nhóm học. Còn anh em bảo làm thợ mà anh em không có gì thì làm sao mà học được nhá. Đầu tư. Rồi cái đồng hồ này có mấy trăm ngàn, mặt đồng hồ to, có đèn led, đo sướng led. Tại sao những anh em nhỏ lại dùng cái đồng hồ nhỏ, mắt không thấy đường? Đấy, về nhà tập đo ôm, đo thông mạch. Đấy. Đo điện decibel, điện xoay chiều, ampere. Để chúng ta đo một cái giá trị gì khi chúng ta mua, chúng ta cầm trên tay, ví dụ cục mô bên sườn như thế này. À, đo xem nó có lên hay không. Nhưng anh em lại làm không được điều đó, không phải là em hót mọi người mua đồ để mọi người được nhóm học, mọi người phải đầu tư. Đây. Ở cục mô bên sườn này có rất nhiều anh em chẳng biết đường đo. Đầu tiên sẽ đo hai cặp của nó, sẽ là sơ cấp. Sơ cấp thì quý vị hãy để ở trạng thái 200 ohm. Dùng hai que đỏ và đen bất kỳ đo cặp nào ở trong chân mô bin. Để chúng ta sẽ xem giá trị cuộn dây nó là bao nhiêu ở cuộn sơ cấp 2,7 ohm. Rồi, lúc này chúng ta sẽ xác định nó là của FI. Nó là của FI rồi. Chúng ta muốn tin tưởng ok hơn nữa, chúng ta xoay thêm 20 kilo ohm. 20 kilo ohm gọi là 20 kg gạo. Đấy. Ok. Đo khoảng 20 kg độ lại, chúng ta sẽ đo được ở thang đo này. Gạo mà. Rồi, 20 kg, 2 kg đo không được nè. Được chưa? Bởi vì chúng ta có 2 5 kg gạo hoặc là 10 kg gạo để thang đo, 2 kg đo không được, 20 kg. Rồi. Thì anh em lắp như thế này thì làm sao mà chết IC được? Rồi. Lắp như thế này thì làm sao mà để chết con IC được mà phải buồn? Hôm nay chúng ta bảo xui, không phải xui do chúng ta ẩu. Không xui đâu. Đó, do anh em ẩu. Rồi mua 5 cục giá rẻ, mua 1 cục nó mắc hơn 5.000. Anh em nào cần comment. Mô bin sườn này cam đoan mọi người là hàng zin chính cấu. Về lắp tất cả, phun những dòng xe phun xăng điện tử. Đấy, tất cả về phun xăng điện tử, dù xe ga hay xe số các bạn lắp được hết. Mua 5 cục có giá rẻ. Được không ạ? Đó.
Nơi này không đầu tư có mấy chục ngàn, anh em làm không được điều đó. Để con xe hụt ga hoặc ở trạng thái đề khó nổ, ở trạng thái tiên lửa điện, lúc bỏ lúc không. Cắm vào có hai đầu dây, ngon là lấy tiền luôn 300-400 ngàn. Anh em lại làm không được điều đó, hỏi ở nhà có mô bin không? Không có. Lấy của Zimway lắp vào để từ từ, khác gì chúng ta nhảy lầu. Nha. Đó là trong cái cuộc chơi. Được chưa? Rồi, có nhiều ăn. Đơn giản, cái đồng hồ km không lên được mới ăn cũng cuống cuồng. Nhưng anh em có thiết bị này. Cái này bao nhiêu? 2 lon bia, 3 lon bia. Rồi chúng ta đi hát karaoke tay vịt. Nhiều lúc chúng ta phải bỏ xác ở karaoke. Nếu xui rồi, như vừa rồi ở Bình Dương, xảy ra hỏa hoạn. Đúng không? Đó. Ok. Nhưng thật sự mua cái này thì anh em không dám mua. Cái này đâu phải là mình bán cái này để mình giàu. Để hôm nay mình sell cho mọi người 200k. 200k thật sự không đủ mua những cái này. Cái rắc này người ta bán 50k một rắc rồi. Được chưa? Hai rắc này 100k. Rồi dây điện ở trong này, thiết bị ba bóng led hộp này. Ok. Đấy, bởi vì anh em không chịu đầu tư. Cái này đố anh em nào mua trên thị trường mà giá rẻ như hôm nay đấy. Mình sell cho mọi người. Rồi IC đề cạch cạch. CKB cũng chẳng biết đường đo. Nhưng thật sự chúng ta quá tiết kiệm ở trạng thái cái không gian chúng ta đầu tư. Anh em được đầu tư cái này và anh em được vào Điện Toán Học Online á, trên mạng này chẳng cần hỏi bố con thằng nào hết về cái xe điện tử. Nếu anh em cứ làm đúng cái ba rem của Điện Toán, không cần phải hỏi, không cần phải đi tuyến trên, không bao giờ để người ta thịt các bạn. Mà người ta thịt các bạn xong người ta lại coi thường. Má bảo thằng Tâm Mao này, cái ban này dễ thế mà để mình thịt nó làm 5 lít. Người ta lấy tiền các bạn, người ta còn chửi bạn các bạn ngu. Đấy, bởi vì các bạn luôn luôn là con tôm con tép để người ta thịt. Đó, thì các bạn không kêu. Nhưng khi các bạn được học online không đồng, các bạn được đầu tư cái món vài món công nghệ này coi như chầu karaoke, dư khả năng đầu tư nhưng các bạn làm không được. Rồi, và đơn giản, cái vấn đề gì CKB này cũng vậy. Bữa nay nó nóng, nó chết liên tục. Nhiều lúc các bạn phải đi tuyến trên, chẳng có cái gì cả. Điếng cạch cạch là phải thay. Nếu lúc này chúng ta xác định được điện áp từ IC cấp xuống là ok. Có cái gì đâu, thủ con này ở trong nhà này. Nhưng các bạn cứ sợ là chuột nó cắp. Mua con này về nhà sợ không có xe sửa. Khi có con xe mang vào, thằng khác ăn mất. Hoặc đi mua cái này ở khu vực mình giá chát. Đúng chưa? Hôm nay mình sell cho các bạn 200.000. Không có đâu, đố các bạn mua trên Việt Nam mà có cái bộ này 200.000. Mình sell cho anh em cái bộ này kiểm tra ABS. Cho tất cả những dòng xe nào có ABS là các bạn kiểm tra được ngay. 12V để nuôi cho thiết bị. Và VSS cho tất cả những dòng xe IA và Honda. Được chưa? Mình sell cho các bạn 200k. Đấy, có cái gì đâu. Đấy, nước tẩy, nhiều thật sự nước tẩy. Vậy anh em mua 1 lít mình cũng cảm ơn anh em. Nhưng thật sự anh em chưa tin tưởng. Bởi vì anh em lên trên mạng anh em bị người ta lừa. Còn cái nước tẩy này mà tẩy nó không trắng hơn Ngọc Trinh á, thì Đình Tuấn trả tiền hết cho anh em. Bán một cái chai nước tẩy này lời 10.000, 15.000. Tiền ship bê nặng cong lưng. Nhưng các bạn nhiều lúc các bạn mua về các bạn tẩy sửa không trắng. Không trắng Đình Tuấn hoàn tiền. Một đôi bàn tay của Đình Tuấn để sự nghiệp ngày hôm nay đi lên thì chẳng bao giờ phải lừa đảo các bạn. Bởi vì mình làm là không bao giờ có công ty. Không bao giờ mình ăn chia. Hay không bao giờ mình hợp tác với bất kỳ một bố con nào cả. Đúng không? Nên mình không bao giờ sợ thất bại. Không bao giờ sợ móm. Bởi vì ăn chia mà. Chia nhiều chia ít nó sẽ bị móm. Ở đây tự đôi tay mình còn, mình sẽ làm hết tất cả cho anh em. Mình dám chứng minh cho mọi người mua đồ của Đình Tuấn là phải yên tâm. Thế thôi. Còn nhiều người bán đồ cho anh em, người ta phải là gì, hợp tác hoặc là những nơi đào tạo. Anh em thấy không, hợp tác 2-3 người bởi vì vốn không có.
ông này đầu tư cửa hàng, ông kia đầu tư cái này, ông này đầu tư cái xe, một người bỏ ra 1 tỷ. Bây giờ đố Việt Nam có cái ông nào mà muốn đứng lên kể cả tay nghề giỏi bỏ ra 1 tỷ để đầu tư cái trung tâm cửa hàng, đầu tư xe, để dám bảo tôi là bố đời để đứng lên để dạy các bạn khu sang điện tử. Đố ai dám làm luôn một điều đó ở hiện tại. Nên nhiều người nếu muốn làm thì người ta phải hợp tác 2-3 người. Đấy, tháng này doanh thu được 30 triệu thì chia cho 3 mới còn 10 triệu. Còn tính toán ở đây 10 triệu một mình nó ăn, 30 triệu nó ăn, 300 triệu nó ăn hết. Đấy, mỗi tội nó chỉ có hai cánh tay, một cái đầu, hai cái chân thôi. Nó làm việc hơi cực lên tí, chẳng phải vay mượn bất kỳ một đường nào cả. Còn ngay phút này người nào mở ra trung tâm để người ta đào tạo, nếu mà thuê mặt bằng thì trong tương lai cũng toàn, toàn ngay lập tức. Có, cũng có rất nhiều những trung tâm đào tạo thuê mặt bằng hợp tác toàn. Đấy, bởi vì không có dễ để làm điều đó cả. Đấy, nó phải có thời. Đấy, các bạn có thể theo dõi trên Facebook các bạn sẽ biết. Không phải các bạn cứ nhìn thấy trung tâm này mở, trung tâm kia mở, các bạn cứ nhìn thấy người ta ok, nhưng thật sự ở trong người ta tính toán bể não luôn, để làm sao làm đầu tư, để làm sao thu về tiền. Điều này khó vô cùng trong chiến lược kinh doanh, dù các bạn giỏi bất kỳ ai. Và trên đời này không có ai tên là giỏi cả. Đấy. Mọi người hiểu không? Đó là cái trong vấn đề làm ăn. Đấy, cuộc sống mình làm mình biết. Đấy, đêm nay các bạn nào có sale, có mua cái gì thì anh em mua. Đấy, kẹp trượt này bao các bạn, kẹp trượt xịn này. Đây, anh em nào muốn dùng kẹp trượt xịt để bảo vệ cho chậu mâm nhôm, comment. Đây. Kẹp xịt bảo vệ cái chậu mâm nhôm ở trạng thái 3 dẫn trượt. Êm, không kêu, bảo vệ chậu nhôm bền hơn. Đấy, anh em nào cần kẹp 125 và 110. Ok chưa? Đấy, đây. Ba kẹp này lắp vào cái đế sắt và đồng thời sẽ ăn vào ba thân trượt của chậu bi. Nó sẽ có độ êm, nó giữ cho ba cái chốt ở trong chậu bi được bảo vệ lâu hơn ở trạng thái chẵn, tình trạng mòn nhôm, để khi này nổ gan ti phải kêu cọc cọc cạch cạch. Được chưa? Rồi, những anh em của Đình Tuấn, bất kỳ một người nào hồi giờ học online hay mua phụ tùng đều ở trong nhóm học online free. Kế tiếp, cuối năm nay sẽ có nhóm học về khóa Smoky. Rồi, 200.000. Bỏ ra có mỗi tờ 200.000, các bạn cứ phải đánh đo. Đồng hồ đo áp suất bơm xăng bao nhiêu? 2:1 hơn 600. Rồi, tất cả anh em mua phụ tùng thì truy cập vào cái Zalo. Còn anh em nào mua rồi thì truy cập vào cái Facebook để vào trong nhóm. Ừ. Ok, Lân Võ, anh vào trong nhóm online luôn, anh trai. Được chưa? Rồi, hôm nay mình cũng chia sẻ, nhiều anh em muốn bọc bạch đi học về cái đề từ này. Đố ông nào đi học cái sửa đề từ này trong vòng 7 ngày đến 10 ngày về nhà sửa được. Đình Tuấn đưa bao nhiêu tiền cũng đưa. Mua về nhà mất công khui 10 con đề từ này sửa được 2 con hoặc là 3 con. Đó. Nó nổ như này khui ra mất công không? Được chưa? Nên có rất nhiều anh em bỏ tiền ngu đi học cái sửa IC đề từ này, về nhà làm không được, vướn quăng lên trên mạng chém gió. Bởi vì nó có hai lớp, mình sẽ diễn tải cho mọi người. Đây. Nó chết, nó nổ như này thì bố của sửa IC cũng sửa không được. Bởi vì người ta đã đúc kết ra con này nghiêm cấm sửa. 10 cục thì may lắm sửa được là 2. Đây. Nổ đom đóm hết. Và ở đây
nó không phải là dễ ăn như vậy đâu. Cái gì học thì cần học. Mình cũng bỏ ra rất nhiều tiền vì đam mê cái này, nhưng nghĩ nó một ngày nào đó tóc bạc sớm, tiền thì chẳng kiếm được bao nhiêu. Cái mặt bo ở trong này nó có hai lớp, mặt ở bên dưới, mặt nguồn, mặt sạc. Đây, tất cả những chân này để chúng ta sẽ nối, để chúng ta hàn với vi mặt bên trên. Đây, nó có hai mặt. Ok chưa? Đấy, mình sẽ lấy cái này ra cho mọi người xem cho nó dễ. Đây, đừng bao giờ bỏ tiền đi học những cái công nghệ về nhà không làm được đâu mọi người ạ. À, không làm được mọi người lại đau đầu, mọi người suy nghĩ, mọi người nhăn già ra, làm cái gì nhăn có tiền thì làm. Bỏ ba cái FI điện tử này đi, điện tử thì không sống nổi. Đây, tất cả ở đây nó sẽ có chân đó, ở đây sẽ là mặt gì, ba pha này. Đấy, ít bữa mình sẽ bóc tết, mình sẽ đo cho mọi người. Ở đây sẽ là chân nguồn và chân mát này, chập cầu trì phát, hai chân này chập này, thì cầu trì tổng 25A bắt đầu cháy, bật khóa điện lên phát cháy. Thì các bạn sẽ đo hai chân này, nó sẽ thông với nhau, coi như con này lẳng củ tỏi. Rồi, ở đây, ở bên trên này nó còn một cái mên này nữa này, đó, để anh em cấy ghép hàn này. Đây, đó, được chưa? Ok chưa? Còn ở dưới này anh em biết tại sao không? Nó sẽ có mặt mên ốp xuống bốn con tụ khổng lồ. Đó, bốn con tụ khổng lồ nó sẽ nằm ở đây. Đây, bốn con tụ khổng lồ sẽ nằm ở đây này. Đó, đây. Đó, nó sẽ là mặt mên ở bên trên, có bốn con tụ cực lớn để ốp xuống đây, nó sinh ra khoảng trống. Thì các bạn cứ đâm đầu làm cái gì, tẩy sửa ba cái này làm gì, để cho hóa chất nó độc hại. Tẩy cái này bằng nước tẩy sơn rất ngứa. Để tẩy được như thế này ra rất mất thời gian. Tẩy ra rồi nó như một đám rừng, rồi bỏ, bỏ hết này nó nổ như vậy cho bỏ. Đấy, đây. Đây. Ok. Thấy chưa? Đó. Chẳng ra làm sao hết. Hay ho gì đi học mới cái này. Đau não. Đây, những cục này mình đi mua về 200.000, bây giờ này bán xác. Mình chơi cái này mình bỏ tiền ra hết mấy chục triệu anh em ạ. À, cuối cùng nhận lại nó chỉ là con số 0. Tròn vo. Số 0 đấy. Còn đố thằng nào đi học được nhá. Bây giờ tay nghề bình thường. Học 10 ngày về nhà mà sửa con này thì Tuấn cùi ngay. Trừ khi các bạn có chuyên môn về điện tử. Nhá, phải có chuyên môn về điện tử. Tất cả những con linh kiện này các bạn phải hiểu hết nó. Thì lúc đấy các bạn đi học được thì Tuấn không dám. Còn bây giờ chúng ta gọi là bắt đầu chữ A, gọi là đi học vỡ lòng đấy. Mà đi học sửa được cái này trong vòng 10 ngày cho tới nửa tháng thì Tuấn gọi là chữ cùi. Ok. Mình đầu tư cái này tốn hết mấy chục triệu nha anh em. Nhưng cuối cùng bây giờ nhận lại là con số 0 rồi. Con số 0 thôi. Còn tất cả anh em coi trên mạng chỉ là chém gió. Cục này giờ hơn 2 triệu bạc. Sửa hết bao nhiêu tiền rồi. Đấy, chưa kể công két nổ mặt hết. Đây. Nó như thế này thì bố trời ơi sửa. Nó làm cho một phát bay hết cả bo. Nó đã đúc cái bê tông thì anh em biết ra rồi. Còn khi anh em tẩy rửa như này vào, anh em sửa đi được trong vòng thời gian bao nhiêu lâu chết. À, nó sẽ làm gì, mo ve tất cả những con điện trở, tủ điện ở trong này, cầu trì trong này. Thì liệu anh em những cái chân này, tám chân nhỏ siêu 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 ở đây, thì liệu rằng những cái nước tẩy nó chạy vào trong này thì cái chân này nó được bao nhiêu lâu nó bị mục. Được chưa? Còn bê tông nó còn tẩy ra chứ huống chi là cái linh kiện này. Đó là cái mình muốn chia sẻ để cho anh em nào bảo ừ muốn đâm đầu vào cái này để chúng ta thức tỉnh. Đừng lao đầu vào những cái này. Thay vì đi bơm hơi vá lốp, thay vài cái ruột cho nó nhanh có tiền. Đó. Và các bạn cứ phải đi chứng minh ta đây làm được điện tử thì mới gọi là giỏi. Tóc nhăn bạc,
mệt lắm mọi người. Cái quan trọng làm sao để kiếm được đồng tiền nhanh nhất để thu về hàng ngày, và tổng kết trong vòng 1 năm phải kiếm được bao nhiêu, trong vòng 10 năm có bao nhiêu tiền ở trong ngân hàng và có bao nhiêu lô đất. Thì điều đó các bạn phải cần làm, chứ không phải là một người đăng lên cái này trên mạng, sửa được cái này hoặc là đi học về là giỏi. Không giỏi tí nào cả. Một ngày các bạn sửa được cục này không? Lấy được bao nhiêu tiền test match? Và các bạn có dám đảm bảo rằng mang cái cục này ra sửa, các bạn sửa thành công không? Nha. Đó, đó là cái cách mình chia sẻ. Còn anh em nào nhiều tiền, tiền của anh em mà, tiền nó nằm trong đít anh em hết. Đó, thì anh em nào có đam mê thì anh em đi học thôi. Còn thật sự mình tiền ấy, mình thả cái này hết mấy chục triệu cơ các bạn ạ. Mà có rất nhiều người rất giỏi về cái này, người ta chỉ cho mình nữa, nhưng thật sự mình không chơi được. Mẹ không ổn được. Đấy. Được chưa? Mình ở đây thứ gì cũng có. Nếu về những cục IC này bây giờ ấy, nếu nói vào bao tải mình không dám nha. Nói chung nó phải gần một bao. Đấy, có nhiều anh em cho 50% là anh em cho, còn đa số mua cứ 200 ngàn cục. Vừa rồi mình đăng lên ấy, có ông bán mình 3 cục 600 nghìn về nhà vứt hết. Lắng sắt hết, anh em thấy không? Đánh bao nó chưa làm gì này. Không mà là phê lắm mọi người, hai lớp. Đấy, nó như thế này, thế này, nó còn lớp ở đây nữa này. Đấy, như mối hàn này. Đấy, để các bạn nối thêm bò bên trên đấy. Đấy, những hai chân, bốn chân, năm, sáu chân, 8, 10, 12, 14, 16, để các bạn nối lên cái bên trên đấy. Đó là cái mặt IC đấy, mặt ba chân đấy. Đấy, đây là mặt nguồn, mặt sạc. Anh em thấy không? Còn thật sự cái mặt này mình muốn chia sẻ cho các bạn đo từ đâu về đâu luôn thì nó bình thường, chẳng có gì cả. Đấy. Mua cái này 300 về chỉ để đo và xem thôi. Đó. 300 ngàn. Mua về nhà đo để xem, để cho nó biết. Cho đời mình nó bớt ngu thôi. Rồi nhiều người phân tích được cái này giỏi, cuối cùng người ta có làm được gì đâu. Tôi thấy nhiều anh em mắc bảo ồ mẹ những ông này giỏi lắm, phân tích được cái này, phân tích thì làm được cái gì. Đó. Rồi lỡ may bây giờ cầm cái đồng hồ giống tôi chỉ anh em ở cái mặt này chạy về đây thì các bạn cũng làm được gì. Rồi nhiều các bạn cứ nghĩ rằng người đó là tài, người đấy là trời Âu. Nhưng các bạn cứ nghĩ rằng là người ta tài. Đấy. Cái này các bạn mang thợ điện tử, nếu mà thợ sửa tivi, đúng không ạ? Giỏi nhá. Cái này nó chỉ là 1 phút 30 giây để người ta đo cho các bạn, chỉ các bạn những cái đường đi, nước bước như thế nào luôn. Nếu thợ điện tử bây giờ sửa những cái tivi màn hình siêu mỏng. Đấy, bởi vì người ta thợ điện tử, người ta những con này người ta đo foot mode. Nhưng ruồi cũng làm được gì? Chẳng làm được gì cả. Rồi nhiều lúc mang cục này ra livestream, các bạn ồ thấy người tài thế, không làm được gì, mất thời gian nghiên cứu. Việc đấy để việc khác, để nghiên cứu kiếm tiền nhanh hơn là nghiên cứu với cái này. Bỏ đi mọi người ạ. Không ăn được cái đầu kỹ sư đâu. Cục này sinh ra hư là vít. Nó đơn giản cái nền đá hoa hoặc là bê tông nhà các bạn đổ. Có nhiều ông bây giờ lọt cắt men, lót cắt men, đổ xi rồi đòi bậy lên, để viên gạch đấy không bể thì không có nha.
hàng ngàn, hàng vạn viên thì may lắm lấy được 10 viên. Thì các bạn cứ hiểu nó là con IC này, được đổ bằng bê tông. Việt Nam mình toàn nhân tài, tài phá, tài nói phét. Chẳng làm cái mẹ ra hồn cả. Nói phét thì giỏi, chém gió thì giỏi. Mọi người hiểu không? Facebook bên này đang bị bóp, bóp ghê lắm mọi người, không đọc được comment mọi người luôn. 10 giờ rồi. Bóp ghê thật, không đọc được comment luôn. Đó, không đọc được. Anh em thử viết comment lên đây thử nào. Không đọc được luôn. Alo, alo xem nào. Ờ, Facebook bữa nay bóp ghê lắm anh em, live stream bóp kinh khủng luôn, bóp không đọc được cái comment gì cả. Hy vọng rằng vào đêm ngày 13 tháng 9 đây, Tuấn hướng dẫn cho mọi người chịu khó viết comment nha. Đấy, để mình còn biết là mọi người có viết cái comment gì, bây giờ mọi người chửi mình chẳng đọc được. À đây, Phạm Hưng đây, alo, xin chào người tài, gặp anh Tuấn thì tắt điện. Sư phụ kiểm tra em bộ kiểm tra CKB. Ok, cứ như vậy là vui rồi. Nói chung á, mình không giỏi về cái công nghệ, nhưng thật sự mình biết hết mọi người ạ. Mình không làm được đến nơi đến chốn thôi. Nhưng thật sự nó không khó. Nếu anh em chịu đam mê, thì anh em phải bỏ ra cái giá rất đắt. Thứ nhất là tiền, thứ hai phải thời gian. Rất đắt. Để cuối cùng chúng ta nhận lại chẳng có cái gì cả. Giờ tất cả hư đều thay mới. Đấy, sửa turbo đồng hồ chuẩn bị nó rơi vào di váng hết. IC thì chẳng qua ngày xưa có những dòng xe gì SH nhập, SH ý. Bây giờ giết bớt rồi. Và sau tương lai những cục turbo IC nó già đi, người ta thay mới. Thay hàng zin luộc theo xe 4 triệu mới 6 triệu. Mọi người hiểu không? Trong tương lai nó sẽ vào giết nó sẽ là những cục IC bằng nhôm này hết. Thì không tin thì anh em cứ hỏi những anh em nào mà chuyên sửa những cục IC bằng nhôm này, có 100% con IC tôi bị như vậy anh có sửa được hay không, thì người thợ đấy chỉ bảo là 50-50 thôi, chưa biết gửi đi cái đã. Gửi đi các bạn lại mất tiền ship, thà quăng tổ lên đi bán về chai cho nó nhanh, trời mưa đất tôi chịu. Nếu mà nó nổ mặt bo lên rồi, xì khói lên rồi, thì đừng có bảo cao tăng, sửa lúc đấy không kịp. Rồi anh em nào ok mua pin này, mọi người cần để ủng hộ em đi. Đây, mỗi người vài cục ở nước tẩy rửa, cần cái gì vào bờ đi mọi người ơi. Ok. Rồi, bi này hơn 20.000 cái nha anh em. Bi 6902 có hai mặt phít. Hai mặt phím. Cái này thì anh em lắp vào nó sẽ bền hơn so với một mặt phím. 27k một viên. 25k là không có mặt bit. 27k có thêm một mặt bit. 6902, 27k một viên. Anh em ủng hộ 50 viên, 10 viên đi mọi người có 270. 10 viên bi 6902, hai mặt bit 270k, mọi người ủng hộ em đi. Mô bên sườn giá có vài chục k, đảm bảo với anh em hàng zin đẹp. Rồi, còn anh em nào muốn đam mê giá dây điện, giá hạt rẻ về nhà bán rắc cũng có lời. Thứ nhất, bán rắc. Thứ nhất là nghiên cứu, thứ hai là bán rắc. Đây. Cái này Vision 2021 được mang cái hiệu K2C. Đấy, về nhà rắc IC 39 chân, tại sao lại không nghiên cứu? Bởi vì các bạn quá lười. Lười là gì? Để các cao thủ FI, thầy bà trên mạng cứ bóp rái các bạn hết. Mẹ ông này giỏi, ông kia giỏi. Bởi vì các bạn không chịu đọc. Cái bó dây này trong vòng 2 ngày
không có cái gì trong này các bạn không biết cả. Đầu tiên, tổng mát. Được chưa? Bởi vì anh em không chịu học. Cái thứ hai nó sẽ là gì? TBS. Nó do anh em không chịu học. Chúng ta bỏ ra một thời gian bớt xem chuyện thế giới lại 30 phút để đọc, xem mấy sợi dây này và đồng thời trên app. Bơm xăng ở đây cũng vậy, mang vào chẳng biết dây nào cả. Đây, cầm cái rắc đối diện mặt chúng ta. Một cặp bên tay trái của chúng ta, nó sẽ là báo xăng. Cặp bên tay phải của chúng ta, để nuôi cho motor bơm. Đen sọc trắng có nghĩa là 12V sau khóa. Nâu sọc đen có nghĩa là IC. Cấp mát cho nó ở trạng thái 3S. Nếu chúng ta không khởi lận đề. Còn khởi lận đề thì lúc này IC dập mát cố định cho motor bơm. Và cái thằng này nó làm 5 pin, nhưng thật sự nó sử dụng có 4 pin. Không chịu, giá có vài trăm nghìn bạc. Giá có một tờ châu xanh thôi. Nhưng anh em lại làm không được điều đó. Mỗi người 2 bộ vào bờ đi. Một bộ về nhà có mà bán vài cái rắc này 100 ngàn. Cảm biến nhiệt, chuột cắn. Lấy rắc không cũng có lời. Rắc ổ khóa. Rắc bơm xăng. DLC. Về nhà đọc nghiên cứu coi cái dây màu cam sọc trắng này nó chạy về IC hay chạy về đâu. Nhưng tại sao cuộc đời này lại cắm lộn cam sọc trắng và dây đen để IC xịt khói như thế này. IC này chiếm 70% là do thợ làm chết. 30% còn lại do chuột cắn, khách hàng không biết bật khóa điện. 70% anh em thợ làm chết. Còn dễ gì nó chết được. Anh em thấy người ta nghiên cứu cái mặt này không? Dễ gì mà chết được. Một ông kỹ sư nghiên cứu ra cái mặt này cực kỳ là chất. Bởi vì người ta được test, người ta được kiểm định, người ta mới cho trên một con xe, một thị trường. Nhưng anh em thợ mình về nhà lại chẳng hiểu cái mô tê gì cả, kẹt mới chết. Không bao giờ gọi là từ chết. Trừ khi chuột cắn 30%, 70% còn lại, khách hàng dẫn bộ vào, thợ làm chết. Rồi, cái này thì không học. Có mấy trăm ngàn một bộ dây các bạn lại không học. Bán bộ dây này tôi có 50 nghìn. Để ngày mai tôi uống nước. Nhưng thật sự các bạn mang lại về kiến thức vô bờ bến. Nhưng điều đó các bạn không làm được. Cái rắc cầu chì này có cái gì lên cái app. Vậy mà có rất nhiều người phải đau đầu ở cái hộp cầu chì này. Rồi lên mạng để mua những cái bộ tài liệu của thần thánh chỉ ba cái rắc cầu chì này hoạt động cái gì. Mở ra có hết những cái dây màu đen sọc vàng này, nó nối hết, cùng màu hết, nó chạy này. Được chưa? Còn có mỗi cái gì đâu, dây tổng nguồn, dây rờ le, dây đến IC, rồi dây bóc tắt ra, cầu chỉ phụ. Không làm được điều đó. Hỏi luôn thôi. Đấy. Ok. Tiếp tục cái này của Lead. Lead 2021-2022. Cái này thì lại rẻ hơn cả Vision nữa. Đấy, cái này rẻ hơn Vision. Lead 2022. Thì về nhà nghiên cứu cái SU của nó. Bữa nay có bao nhiêu? 21 pin. 2, 4, 6, 7, 21 chân. Về nhà biết ngay chân gì, chân gì. Thì lúc đấy sợ đau đầu. Khổ cái là anh em bảo sợ đau đầu. Rồi, cái này sẽ lên ổ khóa. Để làm gì? Đánh thức cho SU. SU sẽ cấp mát cho cuộn từ. Thì lúc này chúng ta sẽ mở được cái núm khóa. Lúc này mở núm khóa sẽ cấp 12V chạy toàn cầu và đồng thời chạy vào SU. Để vào SU lúc này sẽ gửi cái đường truyền tín hiệu bảo mật từ SU về IC. Lúc này có nghĩa là hai tần sóng đó phải hoàn toàn trùng khớp cái mã chính chữ số. Thì lúc này FI với hoạt động. Còn đề được hay không? Chúng ta lại trở về xe đời trước không có sở mấy kỳ. Rồi, rắc DLC đây cũng vậy. Có nhiều anh em không biết cái dây gì cả, chẳng hạn như thế. Trời ơi, lại lên mạng mua cái rắc DLC vài trăm ngàn, cái này nhớ cổng Kalai ghim vào là xong. Đây, lấy cái này ghim vào. Lấy cái tăm nhọn. Đây. Ví dụ nhớ Kalai, tôi đang mô phẩm đi, cái rắc Kalai đi.
Nha. Đây. Thế là xong. Lúc này lấy nguồn và lấy mát để nuôi cho cái máy là ok. Đây, đây. Trời ơi, cái này rẻ thúi. Cái này rẻ hơn cái dây này nữa. Đó, anh em nào cần thì comment. Hộp cầu chì này, này bình đi vào này. Được chưa? Bình đi vào này. Dây này để làm gì? Ở đây sẽ là relé chính. Chờ IC dập mát. Được chưa? Lúc này nó sẽ đóng cái điểm từ cái chân trụ này, từ IC này. Nó sẽ nối mặt vào đây. Để nó lấy một cái nguồn điện 12V trực tiếp từ cầu chì. À, từ bình điện trước cầu chì. Để xuống IC. Khi mà khởi động để nổ IC ngắt mát, lúc này trạng thái ở chân trụ, chân này chân xuống IC sẽ nối lại mặt vào gì? Than đồng để sạc. Đó, sạc và đồng thời đi qua relay chính sạc phải bình. Ok, hai chân này sẽ là cuộn dây. Chân này sẽ là chân chạy xuống IC chân trụ, chân ở than sắt chân sạc, chân này 12V trực tiếp. Giá rẻ, comment inbox Zalo quý vị. Mua về nhà trước học sau cắt răng. Phê. Đây. Đó. Rồi tổng mát. Hồng Minh Anh Tuấn mua hai bộ dây điện để tủ. Anh Hồng Minh cảm ơn anh trai luôn đồng hành và ủng hộ Đình Tuấn tới phút giây này. Anh truy cập vào cái Zalo ủng hộ em về nhà bán rác ăn với có lời. Đây này, những hộp cầu chì bị chuột cắn hoặc đồng thời bị nước, bị mo ve, cắt một phát, dư tiền bộ dây. Không làm. Không làm. Nhưng anh em cứ bị ở trên mạng, thuốc. Rồi, những cha này dạy FI giỏi lắm, đủ má hiểu sâu lắm. Cha nào Việt Nam dạy FI hiểu sâu 50 triệu. Rồi, con thỉnh đi học khóa, anh em nào biết không, chia sẻ, bỏ 50 triệu đi học khóa phun xoay điện tử. Để mình hiểu sâu. Sâu đây này, bỏ tiền ra này, học online miễn phí này, bỏ tiền ra này, học mấy cái này, mua cái này, nghiên cứu này, khỏi cần phải đi đâu học. Nếu tiền ít. Muốn thành công thì phải đầu tư. Những cái đồng tiền ấy, chúng ta đầu tư nó không quá lớn. Đầu tư ở đây không phải là vài chục triệu. Đầu tư ở đây không phải là vài tỷ, vài trăm triệu. Đầu tư ở đây tính bằng vài trăm nghìn. Đấy. Vài trăm nghìn thôi. Coi như sẵn sàng bỏ ra để mua lại cái kiến thức. Như tôi ở đây, tôi bỏ ra cục này mấy trăm ngàn về nhà, có phải biết không? Cái mọ dây này mua về nhà mọi người còn kiếm được tiền. Chuột cắn thay rắc cắt dây điện nối lung tung. Còn cái này bây giờ bỏ ra mấy trăm ngàn ngang bộ dây điện về nhà liệu vậy trai. Liệu như thế này này. Bởi vì tôi thích, tôi nghiên cứu. À, cái này bây giờ bỏ ra mấy trăm ngàn nhém như thế này chứ. Này. Đó, ok. Đấy. Còn cái này anh em bỏ ra mấy trăm ngàn. Thứ nhất là đầu chúng ta lại to lên. Thứ hai, bán lại có tiền. Đấy, rắc đẩy rắc. Rồi, CKB để nghiên cứu này. Đấy, xe đời mới bên này nó đổi rác CKB màu khác. 2021, 2022, 2022 này. Đấy, về nhà lại đo. Đấy, rác IC đâu. Đây. Bữa nay 39 chân hết. Những xe đời mới bên này được thiết kế 39 chân. Rác SU lại là 10, 21 chân, rác nhỏ. Mẹ về nhà đo nó chạy hết lên đây này. Đây nữa này, lú khú này. Này. Đấy, màu dây tất cả xe đời mới bây giờ nó sẽ khác so với đời trước. Rồi, ổ khóa này. Đo 4 giây này con nó chạy đi đâu. Coi trên app. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi đồng hành. Hẹn anh em vào đêm 13. Đêm 13 tháng 9 dương lịch. Chúng ta sẽ còn vào đêm vào thứ 3. Chúng ta sẽ gặp lại nhau online trực tuyến.
Đêm đấy các bạn sẽ được học trên này, này. Được chưa? Rồi trên này. Rồi đêm thứ hai các bạn sẽ được học về con xe Avalanche hoặc con xe Lead. Được chưa? Và đêm thứ ba chúng ta sẽ đoán hết con xe ACG này. Đấy, cho tới đêm thứ tư chúng ta sẽ phân tích dữ liệu. Ok. Đây chẳng bao giờ thiếu gì cả. Học nó chỉ cần đơn giản như vậy, không cần phải hiểu sâu cho lắm đâu. Cái quan trọng chúng ta làm riết nó quen, nhớ hết cái này vào trong đầu. Nhớ hết cái này vào trong đầu thì chúng ta phải làm liên tục. Chẳng thiếu cái gì cả, khóa. Đấy. Mew. Nhá. Tá là thì tung cả. Quá trời đồ chơi luôn. Đó, biển cả anh em phải không? Đó, chỗ nào thấy cái cục đề nhôm nhôm này, vít tá là hết. Nhớ là tất cả anh em trong nhóm học online chuẩn bị chọc một bình xăng ra, mới ông bỏ khoảng nửa bình xăng. À, tập trung chúng ta đóng góp mua cái bảng. Tấm chăn gì đó, vậy thần y gì đó đúng không? Tặng tay ga tính toán là cái điều tôi vui nhất ở cuộc đời này. Coi như hôm đấy anh em làm một bình xăng, chúng ta lấy được nửa tiền đi. Nửa tiền còn lại đóng góp mua cho tính toán bức chăn. Đủ nhóm học thần y, đủ kính tặng tay ga tính toán. Vào cái gì? Vào cái tháng 9 của 2022. Ồ ghê không? Đủ nhóm thần y mang tặng cái bức chăn rất là VIP cực kỳ đúng không? Đấy, những anh em là thần y đấy thì chuẩn bị nhá. Đấy, nhóm thần y. Tiếc gì đâu, chọn bình xăng kiếm được 200, 250. Coi như hôm ấy chọn phát đầu tiên kiếm nửa đi. Nửa đóng góp mua tiền mua bức chăn nhá. Có chơi với Đình Tuấn thì mọi người không sợ lỗ đâu, lời là nhiều. Rồi, thank you clip livestream đến đây xin phép tạm dừng. Chúc toàn thể anh em buổi tối ngủ ngon, hạnh phúc bên gia đình, đặc biệt yêu chị nhà nhiều hơn. Rồi, thank you. Đình Tuấn tiếp tục xếp hàng đây. Phê quá. Rồi, dây điện nào anh em nào quan tâm thì comment nhé. Mình lâu lâu về được ít. Đấy, không được thì thôi. Trước sau mình cũng bán. Mình ship đồ cái đã. Chụp hết đây cái đã. Chưa, mình phải ship cái này cho nó gọn cái đã. Trả vị trí cho mình ship đồ cái đã. Đó. Ờ, mình ship đồ cho mới lớn đây này, 3.310.000 đây này. Đấy, bơm nước này 300.000 đấy. Nguyễn Hiệp nước tẩy rửa ăn lớn đấy. Vân vân. Hết nước tẩy luôn anh em ơi. Nước tẩy. Anh em ủng hộ, ngày xưa nước tẩy quá nhiều nhưng lúc này hết nước tẩy luôn. Cháy máy nước tẩy. Hết nước tẩy. Quá trời chăn ảnh anh em ạ, tặng nhiều quá. Xe cổ nghe hết tiệm. Chật. Hello. Chật ngoáy kiếm tiền. Rồi, thank you anh em, offline nhá. Đây nữa này. Đây còn toa nữa, chắc ship luôn quá. Trời ơi, phê lắm mọi người ạ. Rồi, thôi mọi người nghỉ nha. Có gì Zalo nha.